Cô Bé Xanh xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì cô Bé Xanh giới thiệu các bác một bộ gọi là để ấm và chén trà. Ở đây tôi có một cái bộ làm thủ công bằng gỗ Bé Xanh các bác nhé. Tiện đây thì có một cái khay trà luôn. Thì tôi sẽ giới thiệu trước các bác cái khay khay cho bàn trà luôn nhé. Cái này một miếng bách vàng nguyên khối, khá là đẹp các bạn. Về hình thức nó cũng khá là hay. Để anh em làm lên này các bác nhé. Bên này nó cái này là miếng miếng gốc nó hơi bị cháy cháy, tôi xoay lật cho bác xem nhé. Đằng sau nó như này các bạn, cái miếng này vết nó cháy các bác nhé, anh em cắt lấy để làm cái mặt bàn trà thôi. Đây, nó sẽ mỏng mỏng đi như này. Cái vết này cũng vết cháy các bạn này, anh em phun vào đây cho nó bóng cho đẹp luôn. Đánh đi xong rồi phun bóng các bác nhá. Đấy, về hình thức thì này, chỗ này nó dày đều. Cái mặt đáy là dày đều và nó mỏng dần ra phía này các bác nhá. Bên này có miếng bên này vẫn để nguyên. Có như nào được gỗ bao nhiêu thì làm bấy nhiêu cho nó rộng cái bàn thôi. Tiện đây tôi sẽ đo luôn các bác xem nhé. Chiều dài của nó còn độ 60 các bạn. 60 là ra tận mép ngoài các bác nhá. Ở bên trong lòng nó khoảng độ tầm ở đây chỗ khoảng độ 37, chỗ dài nhất. Bề ngang nó khoảng độ tầm 27 đến 30 cm các bác nhá. Nó đang bị đo nó hơi khó các bác thông cảm. Bề dày của nó chỗ này nó vào khoảng độ tầm 3 cm, gần 3 cm các bác nhá. Ok, đây là cái bàn trà nhỏ nhỏ. Cái này nhìn trông thế thôi mà rất là xinh. Các bạn nào để bàn trà lên vừa khá là hay đấy. Còn đây là cái bộ mà tôi để ấm chén các bạn nhé. Các bạn nhìn đây có thể thế qua đấy. Cái này có 6 miếng để 6 chén con. Và một cái này cục to để cái ấm. Tôi sẽ nhắc ra đây các bác tham khảo nhé. Cái này là có chớp đẹp các bạn. Đây cái miếng này để đây chớp cả ra đằng sau rất luôn. Miếng này khá là đẹp luôn. Cái miếng to nhất này để ấm các bạn nhé. Chớp đây đều nó rất đẹp. Nó dày ở bên trên này và sau đó mỏng dần ra đây các bạn nhé. Kích thước thì bề nó khoảng độ tầm trong này nó tổng nó cũng được 30 cm, bề ngang nó khoảng độ tầm gần 20 các bác nhá, loanh quanh khoảng như vậy. Tấm này là chớp cực kỳ đẹp luôn, anh em thấy đây là để làm chỗ làm cái để đặt ấm chè luôn, nhìn khá đẹp ạ. Nguyên khối các bác nhá, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi thì các bác nào chơi có thể tham khảo. Đây là cái miếng anh em có tiện vào đây một chút để chén các bác nhé. Cái này cả bộ này đều là bách đen thôi. Chỗ này là ba cái mũi vam để vào máy tiện để tiện cái lỗ tròn các bác nhé. Bên dưới là sẽ có những vết như này. Mặt trên bên trên của các miếng này đều khá là đẹp các bác nhé, không vấn đề gì đâu. Còn đằng sau nó có cái vấn đề gì thì mà phải vá thì anh em xử lý rồi, nó không nứt được. Toàn là bách đen mục châu các bác nhé, toàn miếng bách đen xì luôn đấy. Kích thước các miếng này nó khoảng độ tầm 10-15 gì đó các bác nhé, có loanh quanh khoảng vuông vuông 10-15 gì đó. Trong lỗ này nó khoảng độ tầm 5 phân rưỡi để các bác để cái chén này cho nó đẹp. Nói chung là những miếng bách đen này nói chung là cũng sẽ không có chun gì đâu.
Cứ thỉnh thoảng có một miếng hơi có tí thôi, không đáng kể thì tôi không nói gì sâu vào đó. Chủ yếu là cái bộ nó đều và đều tất cả đều là miếng bạch đen. Thì anh em có lựa cho nó đều các bác nhé. Còn chiếc bàn trà này, đây các bạn, bàn trà đặt ấm khá là đẹp luôn đấy, cong cong nhìn rất là hay. Đặt sau cái chén thôi cũng khá là chén to các bạn nhé, nếu có chén nhỏ xinh thì đẹp hơn. Tôi thì không chuyên uống trà chứ, thì thành ra nó không có bộ nó đẹp để giới thiệu các bác. Ok, xin báo giá luôn với các bác. Một bộ này, một bộ để ấm trà này và khay bàn trà này có giá là 1,2 triệu. Tôi vào ship, các bác có thể liên hệ với số điện thoại Zalo ở trên màn hình. Cảm ơn các bác xem video và rất cảm ơn các bác nếu các bác cho shop một nút like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới nhất của shop. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.